Hôm qua, một tàu chở dầu đã bốc cháy trên biển Baltic, ngoài khơi phía bắc của nước Đức. Rất may là tất cả các thủy thủ đã được giải cứu an toàn. Một vụ nổ lớn đã xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng theo giờ địa phương và khói đen nhanh chóng bốc lên từ con tàu Anika, vốn được sử dụng để tiếp tế nhiên liệu cho các tàu trên biển. Lực lượng chức năng Đức cho hay, con tàu treo cờ Đức dài 73 mét và rộng 12 mét này đang chở khoảng 640 tấn dầu nhiên liệu. Các tàu cứu hộ khẩn cấp và trực thăng đã được triển khai để dập tắt đám cháy trên tàu Anika, nằm cách bờ 4,5 km trong vịnh Mecklenburg. Khoảng 6 giờ sau vụ nổ, nhà chức trách Đức cho biết không có dầu bị rò rỉ vào thời điểm hiện tại và tình trạng của con tàu đang được các hoa tiêu quan sát và được đánh giá là ổn định.